A Ba Thái đã đến với bà con nông dân mình rồi. A Ba Thái là thuốc trừ sâu sinh học thế hệ mới, có tác dụng tiết xuất dị độc, thuốc thấm sâu vào mô cây nên ít bị rửa trôi. Thuốc có hiệu quả cao trên sâu cuốn lá lúa, với độ đậm đặc cao, thuốc diệt tốt bọ trĩ trên xoài, nhện hải cam, đặc biệt tiêu diệt nhanh trầy nâu, an toàn cho lúa. Sao mà vui quá vậy em hai? Xoài trúng mùa trúng giá nhờ rải bằng Bắc Lo Đồng Tháp. Rồi sao nữa? Phun cho xoài, sầu riêng, bưởi, chôm chôm và nhiều loại cây trồng ra qua theo ý muốn. Đặc biệt Bắc Lo giúp lúa để nhánh mạnh, cứng cây, giảm sâu bệnh, bóng nhiều, năng suất tăng. Nè, phải mua Bắc Lo Đồng Tháp của công ty Đồng Vàng mới chính hiệu nha. Đồng Vàng là bạn nhà nông. Tôi muốn mua ô tô. Alo, tiền đâu mua ô tô đẹp thế? Từ đây này, Superland Lào Cai và NPK Lào Cai. Superland Lào Cai và NPK Lào Cai sản xuất bằng dây chuyền công nghệ tiên tiến, đặt tại khu mỏ apatit giàu dinh dưỡng, chất lượng hàng đầu Việt Nam. Lân Lào Cai luôn tươi xốp, không vón cục. NPK Lào Cai hạt tròn, khô, bóng, hàm lượng dinh dưỡng luôn đảm bảo, giúp tăng năng suất, chất lượng nông sản. Superland Lào Cai và NPK Lào Cai cùng nhà nông vun trồng thịnh vượng, sản phẩm của công ty cổ phần vật tư nông sản. Nhìn xem ở khắp mọi nơi, bao niềm vui còn đang chờ đợi. Thanh xuân còn đang phơi phới, sao lại để cho mình nghỉ ngơi? Sáng sớm thức dậy tập thể dục thể thao, để cho tinh hoa trái đất nó đi vào từng tế bào, để cho năng lượng tiêu hao, cho máu dồn lên não, cho tinh thần tỉnh táo và thể chất nâng cao. Hít thở 1 và 2 và 3, bụng hóp nực nở thẳng cái tay này ra. Mới tập có hơi đau nhưng mà đừng có lả, muốn nghỉ dài lao cũng nốt cái vợt xe đá. Tập thể dục buổi sáng, mình cũng tập thể dục buổi sáng. Tập thể dục buổi sáng, dậy. Bạn muốn có vòng ma này nở và săn chắc các bó cơ. Bạn muốn có một thân hình đẹp nhưng mà bạn lười thì đừng có mơ. Bạn ăn nhiều mà không muốn béo thì thôi tốt nhất bạn đừng có thở. Ta làm lại dễ còn kia tự hỏi tại sao bụng mình có mỡ. Đứng lên đi, cứng lên đi, hãy dâng trào cảm hứng lên đi. Khó khăn gì, đớn đau gì, tất cả cũng là trong suy nghĩ. Yeah, một khi bạn muốn được thay đổi thì cho dù bầu trời kia sắp xuống cũng không có gì lung lay nổi đâu. Hít thở 1 và 2 và 3, bụng họng nực nở thẳng cái tay này ra. Mới tập nó hơi đau nhưng mà đừng có lả, muốn nghỉ dài lao cũng nốt cái vơ xe đá. Tập thể dục buổi sáng, mình cũng tập thể dục buổi sáng. Tập thể dục buổi sáng, mình cũng tập thể dục buổi sáng. Tập thể dục tập thể dục tập thể dục buổi sáng, mình cũng tập thể dục buổi sáng. Hít thở 1 và 2 và 3, bụng hóp nực nở thẳng cái tay này ra. Mới tập nó hơi đau nhưng mà đừng có lả, muốn nghỉ dài lao cũng nốt cái vơ xe đá. Hít thở 1 và 2 và 3, bụng hóp nực nở thẳng cái tay này ra. Mới tập nó hơi đau nhưng mà đừng có lả, muốn nghỉ dài lao cũng nốt cái vơ xe đá.
Sơn Alex, cả thế giới tin dùng. Truyền hình cho bé. Chicken Ben, ban nhạc gà con. Chicken Ben vui mừng loan báo chương trình mới. Từ ngày 23 tháng 6, hàng tuần, Chicken Ben Shop sẽ tặng 5 đĩa VCD ban nhạc gà con và một chú gà trống choi biết nhảy cho 6 bé may mắn. Truy cập chickenbenshop.com, like và để lại tên, tuổi, số điện thoại của mẹ và bé trên ảnh một sản phẩm bất kỳ để có cơ hội nhận quà nhé. Chicken Ben Shop, mẫu mã đẹp, giá phải chăng, thời trang xuất khẩu cho bé yêu của mẹ. Chicken Ben vui mừng loan báo chương trình mới. Từ ngày 23 tháng 6, hàng tuần, Chicken Ben Shop sẽ tặng 5 đĩa VCD ban nhạc gà con và một chú gà trống choi biết nhảy cho 6 bé may mắn. Truy cập chickenbenshop.com, like và để lại tên, tuổi, số điện thoại của mẹ và bé trên ảnh một sản phẩm bất kỳ để có cơ hội nhận quà nhé. Chicken Ben Shop, mẫu mã đẹp, giá phải chăng, thời trang xuất khẩu cho bé yêu của mẹ. Maya TV, kênh truyền hình cho bé.